không nói đến việc suy nghĩ tích cực. Chúng ta chỉ bàn về quan điểm quen thuộc của bạn về thế giới. Người nghèo lựa chọn dựa trên nỗi sợ hãi, trí óc họ liên tục tua lại về những cảnh, về những trở ngại hay những khó khăn, rủi ro đã hay có thể nảy sinh. Hướng suy nghĩ chủ yếu trong đầu họ là điều gì sẽ xảy ra nếu phương án này không đem lại kết quả, hay thường xuyên hơn, không làm được đâu. Những người ở tầng lớp trung lưu lạc quan hơn đôi chút, kiểu suy nghĩ của họ là tôi rất hy vọng việc này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Người giàu, như ta đã nói trên, nhận trách nhiệm về kết quả trong cuộc đời họ và hành động với suy nghĩ. Việc này nhất định sẽ mang lại kết quả vì mình sẽ làm cho nó trở thành hiện thực. Người giàu luôn sẵn sàng để hành động tiếp. Họ có sự tự tin cao độ vào khả năng và sức sáng tạo của họ. Và họ cũng tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn sẽ luôn tìm được cách khác để đi tiếp. Nói chung, phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn. Vì lúc nào cũng nhìn thấy cơ hội nên người giàu thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Người giàu tin rằng dù điều xấu nhất có xảy ra thì họ vẫn luôn có thể làm ra tiền. Trái lại, người nghèo luôn tiên đoán thất bại. Họ thiếu tự tin về bản thân cũng như năng lực của mình. Người nghèo tin rằng nếu sự việc không tiến triển tốt thì đó sẽ là tai họa. Và bởi vì luôn thấy trở ngại, họ thường không sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Mà không có mạo hiểm thì sẽ không có tưởng thưởng. Nhưng hãy nhớ rằng sẵn sàng mạo hiểm không đồng nghĩa với việc bạn sẵn sàng chịu mất những gì mình có. Người giàu chấp nhận những mạo hiểm đã được tính toán, tức là họ nghiên cứu, phân tích và cân nhắc mọi chi tiết liên quan, sau đó mới quyết định căn cứ vào những thông tin có kiểm chứng và những sự việc cụ thể. Người giàu có tính toán mãi không? Không, họ làm tất cả những việc này trong khoảng thời gian ngắn nhất rồi tỉnh táo ra quyết định là có nên tiếp hay không. Mặc dù người nghèo khẳng định là họ luôn tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, nhưng những gì họ làm thường là trì hoãn. Họ sợ đến chết, họ do dự trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm và thế là cơ hội tuột mất. Rồi họ lý giải tình huống bằng cách cho rằng tôi vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng. Đúng là như thế rồi, nhưng trong khi họ vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng, người giàu đã nhanh chóng nhảy vào, nhảy ra và kiếm thêm một khoản lời lớn. Điều tôi sẽ nói tiếp đây nghe có vẻ lạ lùng, nhất là khi tôi luôn đề cao tính trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi tin rằng có một tác động nhất định của yếu tố mà mọi người vẫn gọi là sự may mắn trong việc làm giàu, hoặc với việc trở nên thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Trong trận bóng bầu dục đó, có thể là dây lát lóng ngóng của đối phương trên khu vực cấm ở phần sân bạn khi chỉ còn chưa đầy một phút cho phép đội của bạn giành chiến thắng. Trên sân góp, đó có thể là một cú đánh khiến quả góp bị va vào một cái cây ở đường biên và bật trở lại thảm cỏ chỉ cách lỗ mấy bước. Còn trong kinh doanh, bạn đã từng nghe về một kẻ bỏ tiền đầu tư vào một mảnh đất ở tầng khỉ ho cỏ gáy vùng ngoại ô, và 10 năm sau có một tập đoàn lớn quyết định xây dựng trung tâm mua sắm hay cao ốc văn phòng trên mảnh đất đó. Nhà đầu tư này trong phút chốc trở nên giàu có. Thế thì đó là một bước đi khôn ngoan hay chỉ là dịp may bất chợt của nhà đầu tư ấy? Tôi đoán là cả hai yếu tố trên đó có phần tham gia. Điều đáng chú ý là sẽ không có may mắn nào xuất hiện trên con đường của bạn trừ khi bạn có một hành động nào đó. Để đạt được thành công về tài chính, bạn phải làm một điều gì đó, mua một thứ gì đó hay thành lập một công ty nào đó. Và khi bạn thực hiện, có phải chính sự may mắn hay một sức mạnh siêu nhiên đã âm thầm giúp đỡ để bạn đủ can đảm và nỗ lực vì mục tiêu của mình? Theo tôi biết, không ai quan tâm xem xét yếu tố đó chính xác là gì, chỉ biết gặp may mắn như thế vẫn xảy ra. Một nguyên tắc quan trọng khác là người giàu chú trọng vào những gì họ muốn, trong khi người nghèo lại tập trung vào những gì họ không muốn. Chúng ta đều biết luật tập trung và vũ trụ cho rằng bạn chú tâm vào điều gì thì điều ấy sẽ phát triển. Vì người giàu bao giờ cũng chú tâm vào cơ hội trong tất cả mọi thứ, nên cơ hội xuất hiện quanh họ. Vấn đề lớn nhất của họ là làm sao xử lý tất cả các khả năng kiếm tiền mà họ nhìn thấy. Ngược lại, vì người nghèo chú tâm vào những khó khăn trong mọi thứ, họ nhìn đâu cũng thấy trở ngại. Do đó, vấn đề lớn nhất của họ là xử lý tất cả những trở ngại mà họ nhìn thấy. Chỉ đơn giản vậy thôi, lĩnh vực mà bạn quan tâm sẽ quyết định cái mà bạn tìm thấy trong cuộc sống. Chú trọng vào các cơ hội và đó sẽ là thứ mà bạn tìm thấy. Chú trọng vào các chướng ngại thì đó sẽ là cái bạn bắt gặp. Tôi không nói rằng bạn đừng quan tâm đến những vấn đề. Tất nhiên, bạn phải xử lý thật rắc rối ngay từ khi chúng vừa phát sinh. Nhưng hãy để mắt theo đuổi mục đích của mình.
Tiếp tục bám sát mục tiêu, hãy dành thời gian và sức lực để tạo ra những gì bạn muốn. Khi những trở ngại xuất hiện, hãy xử lý chúng và nhanh chóng quay tập trung vào tầm nhìn của bạn. Hãy dành thời gian và sức lực để tạo ra những kết quả mà bạn muốn thấy, chứ đừng biến cuộc sống của mình thành những chuỗi ngày dài mệt mỏi vì phải chạy đuổi theo vô số vấn đề cần giải quyết. Nói cách khác là bạn đừng dành hết thời gian chỉ để làm mỗi việc là chữa cháy. Những người cứ làm vậy sẽ đi dập lùi. Bạn phải dành thời gian và sức lực cho việc suy nghĩ và hành động để tiến những bước chắc chắn đến mục tiêu của bạn. Bạn muốn có một lời khuyên đơn giản mà cực kỳ độc đáo, đó là nếu muốn trở nên giàu có, bạn hãy tập trung vào việc tìm kiếm, giữ gìn và đầu tư tiền bạc của bạn. Nếu bạn muốn nghèo khó, hãy tập trung vào việc tiêu tiền. Bạn có thể đọc hàng nghìn cuốn sách, tham gia hàng trăm lớp học để thành công, nhưng rốt cuộc thì mọi việc vẫn tuân theo quy luật. Bạn chú tâm vào điều gì thì điều ấy sẽ phát triển. Người giàu cũng không biết trước mọi thông tin trong chương trình Elenter Chiến binh được khai sáng. Chúng tôi đào tạo mọi người làm chủ sức mạnh nội tâm và hành động trong mọi tình huống. Trong khóa học đó, chúng tôi dạy nguyên tắc được biết đến với tên Ready, Prime, nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng, bắn, điều chỉnh. Ý chúng tôi là gì? Hãy chuẩn bị tốt nhất trong thời gian ngắn nhất rồi hành động và điều chỉnh dần trong quá trình thực hiện. Bạn tin rằng bạn có thể đoán biết hay cảm nhận tương lai để rồi chuẩn bị mọi tình huống và bảo vệ bạn khỏi ảnh hưởng tiêu cực của sự việc ấy. Suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cuộc sống của chúng ta cũng không bao giờ diễn tiến theo một đường thẳng. Nó chuyển động như một con sông uốn khúc. Thường thì bạn chỉ có thể nhìn ra chỗ uốn tiếp theo khi đi đến hết khúc uốn hiện nay. Và khi đó bạn mới có thể trông thấy những gì xa hơn phía trước. Thế thì bạn hãy mạnh dạn bước vào cuộc chơi với bất cứ thứ gì bạn đang có. Từ bất kỳ điểm xuất phát nào bạn đang đứng, chúng ta tạm gọi sự tham gia này là vào hành lang. Ví dụ nhiều năm trước tôi lên kế hoạch mở quán cà phê tại Fort, Florida. Tôi nghiên cứu vị trí, thị trường và những trang thiết bị mình cần. Tôi cũng tìm hiểu về các loại bánh, nước, kem, cà phê hiện có bằng cách nếm thử tất cả. Vấn đề đầu tiên, lớn đầu tiên mà tôi vấp phải là tôi lên cân vù vù. Tôi ngộ ra rằng việc ăn tất cả những món ăn đó chẳng giúp ích gì mấy cho mục tiêu mở cửa hàng kia. Thế là tôi tự hỏi, này Hát, anh biết cách tốt nhất để nghiên cứu ngành kinh doanh này là gì không? Rồi tôi nghe cái tên Hát này, chắc chắn là người thông minh hơn tôi một chút, trả lời, nếu anh thật sự muốn tìm hiểu một ngành kinh doanh thì hãy lập tức tiến hành đi thôi. Nhưng anh không nhất thiết phải ôm lấy toàn bộ công việc đáng nguyền rủa đó ngay đâu. Hãy bước vào hành lang của nó bằng cách kiếm một công việc đơn giản trong lĩnh vực đó, như quét dọn nhà hàng hoặc rửa chén dĩa chẳng hạn. Anh sẽ hiểu cặn kẽ mọi việc chỉ sau một thời gian ngắn, và nó còn đáng giá hơn việc bỏ ra 10 năm chỉ đứng bên ngoài nghiên cứu như kiểu anh đang làm. Tôi đã nói anh chàng này khôn ngoan hơn tôi nhiều mà. Tôi đã làm theo đúng như vậy. Tôi xin việc tại tiệm bánh nướng Hoa Trở. Tôi ước gì có thể cho bạn rằng họ lập tức nhận ra tài năng siêu việt của tôi và tôi bắt đầu làm từ vị trí CEO. Nhưng họ không nhìn thấy hoặc họ không quan tâm đến kỹ năng điều hành cấp cao của tôi, nên tôi đã bắt đầu từ chân sai vặt. Đúng thế, lau sàn nhà và rửa chén đĩa. Thật buồn cười, không biết quy luật sức mạnh của mục tiêu có hoạt động không. Bạn có thể nghĩ là tôi sẽ vất vả và phải nuốt niềm tự trọng của mình để làm việc, nhưng thực sự là tôi không nhìn sự việc theo cách đó. Tôi ở đó với sứ mệnh học việc kinh doanh. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội để học bằng vé của người khác và kiếm thêm mấy xu tiền túi để khởi đầu. Trong thời gian làm phụ việc, tôi đã dành thời gian nói chuyện với quản lý về lời lỗ, xem mục thư để biết tên các nhà cung cấp, giúp người nướng bánh từ 4 giờ sáng để học và làm quen với thiết bị, gia vị và các sự cố thường xảy ra. Một tuần trôi qua và tôi đoán là tôi đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khi người quản lý gọi tôi vào văn phòng, mời tôi bánh ngọt và đề nghị thăng chức cho tôi làm thu ngân. Tôi đã suy nghĩ ghê gớm và lâu, chính xác là 1/1 tỷ giây, rồi trả lời cảm ơn nhưng không cảm ơn. Lý do là gì? Đầu tiên vì tôi không thể học được nhiều hơn khi bị kẹt trong quầy thu ngân. Thứ hai, tôi đã học được cái tôi cần học, sứ mệnh đã hoàn thành. Đó là những gì tôi muốn nói với cụm từ vào hành lang. Nó có nghĩa là hãy bắt đầu bằng cách thâm nhập vào lĩnh vực mà bạn muốn trở thành danh trong tương lai. Tận dụng bất kỳ khả năng nào có thể để bắt đầu.
Đây là cách tốt nhất để tìm hiểu về một ngành nghề kinh doanh mới vì bạn có thể quan sát nó từ bên trong. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội thiết lập các quan hệ cần thiết, những mối nối mà bạn không thể tạo ra từ bên ngoài. Ngoài ra, một khi bạn đã ở trong hành lang thì nhiều cánh cửa cơ hội khác cũng có thể mở ra trước mắt bạn. Tức là nhờ được tận mắt chứng kiến mọi việc, bạn sẽ có thể khám phá một lĩnh vực nào đó phù hợp với bản thân mà trước đó bạn chưa hề nhận ra. Biết đâu bạn lại phát hiện ra mình không hề hào hứng với lĩnh vực mà trước đó bạn vẫn tưởng là bạn có. Và ơn trời, bạn sẽ biết được điều đó trước khi dấn thân vào quá sâu. Thế điều gì trong những điều trên xảy ra với tôi? Trong thời gian ở tiệm bán hoa rồi, tôi không thể chịu được mùi hay nhìn thấy bóng dáng những cái bánh ngọt. Thứ hai, người nướng bánh nghỉ việc một ngày sau tôi. Họ gọi tôi và bảo rằng anh ấy mới tìm được một loại thiết bị tập thể thao mới dạng đôi giày và muốn biết xem tôi có quan tâm không. Tôi đã kiểm tra và thấy thiết bị đôi giày đó rất tốt nên tôi đã tham gia kinh doanh. Tôi bắt đầu bán những dụng cụ có hình giày đó cho các cửa hàng thể thao. Tôi có ý rằng các cửa hàng bán lẻ đó đều có chung một đặc điểm: thiết bị luyện tập rất tiêu điều. Đầu óc tôi rung chuông inh ỏi: cơ hội. Thật thú vị khi chuyện lại diễn ra như thế. Chính là kinh nghiệm đầu tiên về việc bán thiết bị luyện tập đã dẫn tôi đến việc mở một trong những trung tâm rèn luyện thể hình đầu tiên ở Bắc Mỹ và mang lại cho tôi hàng triệu đô la đầu tiên. Thử nghĩ xem, tất cả những điều này bắt đầu từ việc tôi làm chân sai và tài tiệm bánh Mazur. Bài học đầu thật đơn giản, hãy xông vào hành lang, bạn không bao giờ biết cánh cửa nào sẽ mở ra cho bạn. Tôi có một châm ngôn, hành động bao giờ cũng đánh bại bất đồng. Người giàu luôn bắt đầu vào cuộc, họ tin tưởng rằng một khi đã bước vào cuộc chơi, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt ngay thời điểm hiện tại, sửa chữa và điều chỉnh cánh buồm để con thuyền của mình đi đúng hướng. Trong khi đó, người nghèo không tin tưởng vào chính bản thân hay khả năng của họ. Họ nghĩ rằng muốn thành công thì phải biết trước mọi thứ, mà điều này thì hầu như không thể, và họ cũng không muốn xông vào hành lang. Cuối cùng, với quan điểm tích cực, chuẩn bị, sẵn sàng, bắn, điều chỉnh lại, người giàu luôn mạnh dạn hành động và vì vậy thường chiến thắng. Còn người nghèo rốt cuộc với kiểu lập luận: tôi sẽ không làm bất cứ điều gì trước khi tôi xác định mọi việc, vấn đề và khả năng xảy ra và biết đích xác phải làm gì với vấn đề đó, nên họ không bao giờ hành động và vì thế lúc nào họ cũng thất bại. Người giàu nhìn thấy cơ hội, nắm bắt cơ hội đó và càng trở nên giàu có hơn. Còn người nghèo thì sao? Họ vẫn đang chuẩn bị để sẵn sàng. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói: tôi tập trung vào cơ hội thay vì trở ngại. Tôi sẵn sàng, tôi bắn, tôi điều chỉnh. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói: tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú: 1. Hãy nhảy vào cuộc chơi, hãy cân nhắc tình huống hay dự án mà bạn đang muốn bắt đầu. Hãy tạm thời gạt khỏi đầu óc những gì bạn đang chờ đợi hay băn khoăn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ từ bất kỳ vị trí nào bạn đang đứng, với bất cứ cái gì bạn có trong tay. Nếu có thể, trước tiên hãy thực hiện việc ấy trong khi làm việc cho ai đó hoặc với ai đó. Để học những điều cốt lõi, khi đã đọc xong thì đừng viện cớ trì hoãn gì nữa, hãy xông lên. 2. Hãy thực hành thái độ lạc quan. Hôm nay dù mọi người có nói gì về các vấn đề hay trở ngại thì bạn cũng hãy biến nó thành cơ hội. 3. Tập trung vào những gì bạn có chứ không phải những gì bạn không có. Lập danh sách 10 điều bạn biết ơn trong đời và đọc to nó lên. Sau đó hãy đọc vào mỗi buổi sáng trong suốt 30 ngày tiếp theo. Nếu bạn không xem trọng những gì mình đang có, bạn sẽ không có thêm bất cứ thứ gì và cũng không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Em xin dừng tại đây để cho cả nhà chúng ta cùng tương tác ạ. Xin cảm ơn thư viện Phan Nguyệt và cho em đọc sách sáng nay. Ok, cảm ơn Khánh Nga, đọc sách rất là hay. Và bây giờ thì mình muốn mời cả nhà mình ai tương tác ạ? Ai muốn tương tác bật mic lên xin tên nói tôi đi cả nhà. Cả nhà có kịp note không? Nếu chưa có sách thì có kịp note không? Và có sách thì theo dõi. Hãy lại click vào. Rồi xin mời nhà mình nào. Kim Hương ạ. Yeah, xin mời chị Hương. Kim Hương xin chào Tổ lĩnh Quốc gia Phan Nguyệt. Chào cô chú anh chị trong room. Kim Hương xin tự giới thiệu, Kim Hương là tiến sĩ giảng viên cao cấp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Kim Hương đã đi làm 27 năm và cái câu chuyện ngày hôm nay Kim Hương thấy
tác giả nói đúng đến tới 100% luôn cả nhỉ. Bởi vì khi mà Kim Hương vào Syria thì Kim Hương đã bỏ ra tới 11 năm để đi tìm việc, tìm cơ hội cho mình. Và luôn luôn tìm cơ hội cho mình, mặc dù ấy, trong tư duy của Kim Hương không phải là tư duy triệu phú như bây giờ Kim Hương ngồi học ở đây. Lúc trước Kim Hương chỉ có một cái đâm đắm ở trong cuộc đời mình, đấy là mình phải làm thế nào để có thu nhập thụ động. Đấy, thì cái câu chuyện này thì cũng là do mình đã học các lớp phát triển bản thân rồi. Nếu như mà ngủ mà không có tiền thì vẫn là mãi mãi vẫn chỉ là một cái người rất là bình thường thôi. Và Kim Hương cũng ước mơ có một cuộc sống tự do về tài chính, tự do về thời gian, tự do về một không gian làm việc. Thế thì chỉ có tự do tài chính thì mới có thể làm được điều đấy, đúng không cả nhà? Như là thủ lĩnh Trương Huy Cường ấy, sau 7 năm thì hôm nay anh đang lên máy bay và sang Hy Lạp để nhận ngôi biệt thự của mình. Thế thì có phải là bây giờ Trương Huy Cường muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng được, tự do tài chính và ngủ tiền cũng về, đúng không ạ? Mỗi một tích tắc trôi qua là tiền cứ vào dần và cuối tháng là cứ tinh tinh là có lương. Thế có phải là một cái cuộc sống viên mãn đủ đầy không? Chưa cần biết là bao nhiêu tiền, nhưng vấn đề là trong cái môi trường này, ngoài cái việc mà mình có tiền ra, mình còn giúp tới hàng triệu người giống mình có thể cơ hội và thành công giống như mình. Thế là một cái môi trường mà Kim Hương yêu thích nhất. Nếu như Kim Hương mà bán sách chẳng hạn thì Kim Hương giàu có một mình, nhưng ở môi trường này thì Kim Hương không những bản thân mình trở nên giàu có. Giàu có ở đây không phải là tiền cả nhà nhé, mà là cái vòng tròn cuộc đời nó viên mãn. Chúng ta có bạn bè chất lượng, chúng ta có mối quan hệ từ Bắc vào Nam, chúng ta có mối quan hệ quốc tế, chúng ta có ngân lượng, chúng ta có sức khỏe, vẻ đẹp, hạnh phúc, đúng không ạ? Thế thì đấy là một cái môi trường tuyệt vời. Và người giàu thì luôn luôn đi tìm kiếm cơ hội. Ở đây tác giả nói là người giàu đi tìm kiếm cơ hội, ngay cả tác giả cũng thế thôi. Khi mà anh ấy mới đi tìm kiếm cơ hội thì anh đâu có phải là giàu, nhưng anh có tư duy của người giàu, tư duy của triệu phú, đúng không ạ? Thế thì trong số những chúng ta ngồi đây, chắc chắn là chúng ta có tư duy triệu phú rồi, nên chúng ta mới ngồi ở đây để học tập, học và làm, học và làm. Cho dù ban đầu chúng ta làm, chúng ta chưa thành công, cũng như tác giả cũng có nói rồi đấy, vấn đề là phải vào cái hành lang của nó, phải quan tâm xem cái công việc ấy như thế nào, phải làm chứ không phải chỉ đứng ngoài để xem người khác thành công. Phải chắc chắn là người ta thành công rồi thì mình mới làm. Thậm chí có rất là nhiều người khi chúng ta mời họ vào ấy, họ nhìn thấy chúng ta thành công rồi nhưng họ vẫn dè dặt lắm. Cái đó là họ chưa được phát triển bản thân cả nhà, họ chưa thấy đây là một cơ hội. Còn Kim Hương thì Kim Hương thấy chính xác là một cơ hội, bởi vì mình đã học các lớp phát triển bản thân, mình học các cái chương trình mà đào tạo của người nước ngoài rồi, họ dạy mình cách kiếm tiền. Nhưng cái cách kiếm tiền đấy mình so sánh với cách kiếm tiền này thì mình thấy cách kiếm tiền này đối với cả người Việt hiện tại lúc này nó còn dễ hơn rất nhiều. Đấy, có rất nhiều bạn cũng học cách kiếm tiền như người nước ngoài, tức là họ chia sẻ những cái link bán hàng thì họ cũng có thu nhập, họ được hưởng phần trăm như thế, đúng không ạ? Thì đấy gọi là kinh tế chia sẻ, đấy cũng là chia sẻ, nhưng mà chia sẻ những link bán hàng. Thế còn ở đây chúng ta là đang chia sẻ về sản phẩm, chúng ta đang trực tiếp giúp đỡ từng người một khỏe mạnh và thành công. Nó khác với cả cái việc mà chúng ta chia sẻ cái link kia, nó vô hồn, đúng không? Nó cái link mình cũng mời chào quảng cáo rồi, mình cũng gắp cái link đấy để cho khách hàng click vào và mua sản phẩm. Ở Việt Nam cũng đã có cái mô hình đấy rồi, thế nhưng mà cái mô hình đấy thì nó không thực tế bằng cái mô hình mà chúng ta nhìn thấy giao tiếp và chúng ta quan tâm đến từng người ở trong cái mô hình của chúng ta. Thế thì khi mà Kim Hương nghe cái đoạn này là Kim Hương nghĩ đến là từ trước đến giờ mình đã luôn luôn kiếm cơ hội và có rất nhiều cơ hội xung quanh mà mọi người đưa đến, và Kim Hương thấy là mình cũng so sánh chứ, bởi vì xung quanh chúng ta đấy rất nhiều người chơi Forex đúng không ạ, và họ thành công rất đỉnh cao, họ thành công rất là nhanh, kể cả Việt Nam hay quốc tế. Họ có thể mua máy bay riêng, họ mua những cái hệ thống mười mười mấy cái xe siêu 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 đẳng cấp quốc tế cơ, tới cả một gara xe như thế. Thế thì mình nhìn mình cũng mê chứ. Thế nhưng mà vấn đề ấy, mình phải xem mình là ai, mình khả năng của mình có làm được cái việc đó không, và thực tế là cái việc nào mà mình cảm thấy là nó phù hợp với mình thì cũng là cái mà mình lựa chọn, đúng không ạ? Nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng. Mình phải quan sát, đúng không? Bây giờ có rất là nhiều các công ty về đa cấp. Thế thì trong số mười mấy công ty được cấp phép đấy, công ty nào mà xứng đáng, đúng không? Công ty nào là đứng đắn đàng hoàng, mình lựa chọn. Mà khi đã lựa chọn được rồi, mình phải quan sát xem là những người thành công họ làm như thế nào thì mình làm như thế. Đừng có tự tạo ra một cái hướng đi mà nó khó cho mình.
Xong vào đây lại bảo em không có khả năng, em không làm được đâu, rồi thế nọ thế kia. Mà vấn đề ấy, ở đây chỉ là sao chép thôi. Mà sao chép đơn giản là chỉ có trải nghiệm sản phẩm, lập danh sách người quen và kết nối với người hướng dẫn, ba bài học tối quan trọng ngay ban đầu để cho tư vấn viên không bỏ cuộc là phải kết nối với người hướng dẫn. Nếu như mà mình vào mình nghĩ nó quá dễ đi, mình kết nối với người khác, nhưng mà có một số người kết nối xong là bị thui chuột cảm hứng, là không làm gì luôn, bảo là cái việc này không phải là cái tầm của mình, không phải là khả năng của mình, rồi từ chối. Đấy là những người mà họ chưa nhìn thấy con đường và họ chưa được học phát triển bản thân. Còn nếu như mọi người vào đây ấy, mọi người được học phát triển bản thân thông qua những cuốn sách này là cũng học phát triển bản thân này, là mình có tư duy triệu phú rồi, thì mình hành động hàng ngày, hành động liên tục giống như tác giả đã nói rồi đúng không ạ? Hành động để mình quan sát và làm, sửa sai để làm. Tất cả mọi thứ nếu mọi người không làm thì không thay đổi được cái gì cả. Đấy là cái tư duy ở trong này. Và ở đây thì tác giả còn nói luôn là mỗi ngày viết ra 10 điều biết ơn. Đấy, ví dụ như là chúng ta biết ơn đến môi trường Siberia, biết ơn đến sản phẩm Siberia, biết ơn bố mẹ sinh thành, biết ơn cơ thể chúng ta, biết ơn những người dẫn đường, biết ơn cái tất cả những cái mà chúng ta cảm thấy trong cuộc sống này mang cho chúng ta những điều tốt đẹp. Thì ở đây nếu như chúng ta không biết ơn thì chúng ta không có một trái tim cho đi bao giờ cả. Đấy là cái điều mà tác giả nói. Nếu chúng ta biết ơn thì chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta được sinh ra đã là hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta được có đầy đủ chân tay đã là hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta được nói, được cười, được gặp gỡ mọi người ngay trước mắt chúng ta đã là hạnh phúc lắm rồi. Tất cả những điều đấy đúng không? Thì khi mà chúng ta làm được điều đấy thì chúng ta cho đi vô điều kiện. Mà khi chúng ta cho đi vô điều kiện thì chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn. Thì đấy là chính là cái môi trường này. Nó giáo dục cho chúng ta trở thành những con người từ bé nhỏ trở nên vĩ đại, từ bình thường trở nên phi thường. Từ những người mà trong cuộc sống ấy, có khi chỉ làm vui, làm hạnh phúc cho chồng, cho con thôi, chỉ có một chút giá trị trong gia đình thôi. Thì bây giờ khi chúng ta vào môi trường này, chúng ta giúp giúp tới hàng trăm, hàng triệu người trên thế giới khỏe mạnh, bình an, thì chúng ta nâng cái giá trị của chúng ta lên. Cuộc sống này nó đáng sống hơn rất nhiều đúng không ạ? Thế thì có phải là giá trị của cuộc đời chúng ta nó tự nhiên được nâng lên ở trong một cái môi trường tuyệt vời? Thì có rất nhiều giá trị ở môi trường này mọi người. Thế nên tác giả nói là hãy hành động đi, dù có sai thì cũng sửa, và chúng ta học được rất nhiều từ những cái sai này, chứ đừng cứ đứng ngoài mà quan sát người khác. Chúng ta hãy trở thành những người có tư duy triệu phú. Tư duy triệu phú là làm và không sợ sai, làm và không sợ sai cả nhà, cứ làm thôi và làm để học tập. Xin cảm ơn thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt, cảm ơn cả nhà đã nghe Kim Hương chia sẻ. Cảm ơn chị Hương đã tương tác. Mình muốn tiếp tục mời cả các anh chị ạ. Ai muốn tương tác nhờ bật mic lên ạ. Sự khác biệt đúng không? Giữa người nhiều tiền và người giàu có. Sự khác biệt giữa anh có tư duy tích cực và anh có tư duy tiêu cực. Cách nhìn của người giàu và người nghèo. Ai trong số các anh chị mình cảm thấy cực kỳ may mắn khi mình có một phương tiện Siri, công cụ Siri để chúng ta thực hiện được cái ước mơ của mình, dựng tay cái lên. Càng đọc sách thì càng thấy thích đúng không cả nhà? Rồi xin mời nhà mình ai muốn tương tác nào? Em Võ Hằng. Vâng, xin mời em Võ Hằng. Dạ, em xin chào thủ lĩnh Phan Nguyệt, em xin chào tất cả các cô chú anh chị có mặt trong buổi zoom sáng hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em là Võ Hằng, em đến từ hòn đảo Thổ Chu cực tây nam của Tổ quốc. Trước khi đến với Siberia thì em là kinh doanh truyền thống, và rất may mắn khi bạn Nguyễn Quyên cho em được cái cơ hội biết đến cái dòng đọc sách, và cũng nhờ đó thì em biết tới cái Siberia, và em thấy Siberia là một cái môi trường rất tuyệt vời. Em xin cảm ơn và em xin được tương tác cái phần này một chút xíu theo cái ý của em hiểu ạ. Thì người giàu tập trung vào các cơ hội, người nghèo tập trung vào những cái khó khăn. Người giàu thì họ nghĩ là phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn. Chính vì thế nên người giàu thường sẵn sàng là chấp nhận rủi ro, và họ tin rằng là dù có trường hợp xấu nhất thì họ vẫn sẽ thành công sau đó. Còn một người nghèo thì họ luôn tiên đoán trước, là chưa làm thì họ đã nghĩ thất bại trước rồi, và họ không không dám làm, nên là lúc nào họ cũng không có tiến triển tốt. Thì đã có chưa làm thì họ đã nghĩ ra tai họa, bởi không luôn nhìn thấy trở ngại. Họ thường không sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm và không bao giờ họ có được những cái thưởng đó. Thì giống như chúng ta là
khi mà được chia sẻ ví dụ như Dung đọc sách của chúng ta đi, thì có những người thì họ đón nhận ngay vào bảo qua tôi sẽ vào trong Dung đọc sách này, dậy sớm chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi nhưng chắc chắn vào đây tôi sẽ nhận được rất là nhiều thứ ở trong này. Nhưng đối với người nghèo họ nói thôi tôi không vào được đâu, tôi họ sẽ đưa ra lý do là lúc đấy tôi còn mắc ngủ này, và họ đưa ra rất nhiều lý do và họ sẽ không 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 vào, họ từ chối ngay từ đầu. Và khi khi vào trong cuộc sống làm cũng vậy, họ có một ví dụ như họ có một số tiền đi, thì tư duy của những người giàu á, họ nghĩ là sẽ lấy cái số tiền này sẽ đầu tư vào đâu đấy để phát triển lợi nhuận. Họ tin tưởng rằng sau một thời gian thì dù có rủi ro đi nữa thì họ cái số tiền đó họ vẫn sẽ tạo ra một cái nguồn thu nhập lớn hơn so với cái số tiền hiện tại. Còn tư duy của những người mà nghèo thì họ lại nghĩ rằng là không, bây giờ đầu tư vào cái gì cũng sợ thất bại cả, đầu tư vào cái gì cũng sợ thua lỗ cả. Và họ đưa ra cho mình một cái rào chắn ngay khi họ chưa làm thì họ đã thấy cái vật cản rồi. Người giàu họ chưa làm nhưng họ đã thấy được mục tiêu và họ thấy cái đích đến. Còn như người nghèo thì chưa làm nhưng họ đã thấy cái rủi ro và sự thất bại. Đó chính là cái tư duy giữa người giàu và người nghèo. Em xin kết thúc cái tương tác của em ở đây. Em cảm ơn Thủ lĩnh đã cho em chia sẻ. Em cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe ạ. Ok em hỏi à. Rồi xin mời nhà mình nào nè. Ai muốn tương tác nè nè. Góc nhìn của mình xin mời cháu Minh nè. Lắng nghe bạn trẻ. Dạ, con xin chào cô Thủ lĩnh Văn Nguyệt ạ. Con xin chào tất cả cả nhà. Con xin trả lời tương tác vừa rồi ạ. Thì con cũng trả lời cái câu của chị Hằng lúc nãy đã nói ạ. Bản thân con cũng là một con người xuất phát từ gia đình khó khăn. Nhưng mà con tự lập từ hồi bé ạ. Đến bây giờ thì con cũng đã làm chủ được vừa kinh tế vừa làm chủ được công việc ạ. Từ khi biết tới CVD đến giờ là con rất may mắn được vào Zoom đọc sách ạ. Con hơi run một xíu ạ. Bản thân con cũng là có những giai đoạn là con tự đi tìm công việc cho mình. Những nhiều người thì con nhìn nhận được ra con đường của con tự lập, mà có nhiều khi người ta bảo là thằng này điên, thằng này làm như thế này như thế khác, nhưng mà con thấy được con đường mình đi và con cái đích mình đến thì con là tự tạo dựng cái công việc của con. Là đến bây giờ thì con cảm thấy rất là hạnh phúc ạ. Cho dù mọi người nói như nào nhưng mà mình cảm thấy là con đường mình đi đúng đắn. Con xin hết ạ. Ok con trai, đã nhận được diện. Không quan trọng họ nói cái gì mà quan trọng mình đang làm gì, đúng không? Rồi xin mời nhà mình nào nào, ai muốn tiếp tục tương tác bật mic lên ạ. Xin mời mình bật mic lên ạ, ai tương tác này bật mic lên cho người ạ. Yes. Cũng thời gian lâu rồi tôi cũng hơi bệnh cho nên là ít tương tác với trên Zoom. Cũng có bằng vào đây có người cũng biết rồi, có người cũng chưa biết về Huế. Em xin tự giới thiệu, em là người Nguyễn Thị Huê, em quê ở Hải Lăng, Quảng Trị, đang ở thị trường rất là rộng rãi, vô tư, nhưng mà cũng đang là một cái doanh nghiệp chiếc lá, chưa có bạn đồng hành ở trên cái thị trường của Hải Lăng, chưa tìm thấy được đối tượng của mình. Nhưng mà rất may hạnh phúc là biết đến CPG, là cả một gia đình CPG, Huê rất là hạnh phúc từng ngày, nhiều tình cảm hôn đúc cho Huê. Để Huê bước tới cái con đường CVD này được 5 tháng. Thì qua cái mỗi buổi sáng trên Dung, mặc dù tuổi đời của Huê cũng đã nghỉ cán bộ nghỉ hưu, là làm một điều dưỡng của ngành y, nhưng mà vẫn muốn cống hiến hết mình và cho đi hết mình khi được mỗi lời tuyên thệ vào buổi sáng của CVD. Cái đó là cái tâm nguyện của trong cuộc đời của Huê. Mà ở đây là một cái ánh sáng hào quang, mặc dù tuổi bao nhiêu Huê không quan tâm. Đó.
là về cái riêng tư của Huy. Nhưng mà qua cái buổi tương tác này thì mỗi buổi sáng ở Công Dung Huy được học rất nhiều, nhiều về trí tuệ của các lớp thủ lĩnh đi trước mình. Và tại sao lại cứ so sánh ở cái tư duy của người giàu và người nghèo? Thì mình liên hệ ở trong cái cuộc đời của mình á, mình thấy ở cái tư duy người nghèo mình học hò bao nhiêu cũng không đủ. Bởi vì mình thấy liên hệ với cái thực tế á, cái người giàu họ tiền, họ đẻ ra tiền. Mà mình người giàu, người nghèo á, thì luôn luôn cứ giống như ở một cái quan điểm là tư duy ổn định á. Làm nói như Võ Hằng nói, làm cái gì cũng sợ thất thoát, làm cái gì cũng sợ mất đi. Tức là gieo ra vào trong đầu mình những cái tư duy không tích cực. Mà cứ quy góp được đồng nào thì để đi viện thôi, để uống thuốc thôi. Ăn không dám ăn, uống không dám uống, mặc không dám mặc. À, cái cuộc đời luôn luôn thiếu thốn. Chứ không có một cái tư duy mạnh mẽ và tích cực ở trong đó, không nỗ lực ở trong đó. Ngủ thì từ 6 giờ tối ngủ đến 8 giờ sáng, 9 giờ sáng mới, giờ trưa mới dậy. Thì làm sao mà làm? Thời gian không quý thời gian. Mà đối với người giàu thì rất là quý thời gian. Thời gian là vàng bạc, thời gian rất là quý. Biết quý trọng thời gian thì thời gian sẽ cho ta tiền bạc và cho ta trí tuệ. Cho nên ở đây tôi thấy người ta nói là thời gian là vàng ngọc là đúng. À, thời gian cho ta tất cả và sức khỏe cho ta tất cả thì ta sẽ làm nên sự nghiệp. Ở đây luôn luôn cho ta một cái so sánh ở cái tư duy của người nghèo và tư duy của người giàu. À, cái tư duy của người giàu là họ luôn luôn phóng khoáng, họ luôn luôn nghĩ những điều tích cực ở trong đầu họ. Giống như vừa thủ lĩnh Vân Mượt của nó, ta gieo vào đầu những cái gì tích cực thì ta sẽ có cái sự tích cực và có cái quan niệm rằng là may mắn. Nhưng mà thực chất đó không phải là may mắn chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái quan niệm của họ là cố gắng trong cuộc đời thì họ sẽ có những điều tốt đẹp đến với họ. Tôi liên hệ với bản thân tôi. Nếu tôi mà không cố gắng thì tôi không có ngày hôm nay để có một tháng 5 triệu đồng để ăn lương hưu. Ví dụ trong những thời gian bao cấp, không biết chữ, từ học chữ, không có sự nghiệp phải có sự nghiệp, không có nhà phải từ có nhà, không ai giúp mình. Một con đường của tôi đi rất là khó khăn trong cuộc đời các bạn. Nhưng mà có được ngày hôm nay, tuổi đã cũng là xế chiều, người ta gọi là tuổi hoàng hôn rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ muốn đi trên con đường CBD này. Tại vì sao? Tôi thấy ở đây là tuổi già của mình, tuổi trung niên của mình là cho một cái sức khỏe để bền vững, để đó làm quầy hành cốt thương con thương cháu. Mình không nói làm đến tiền bạc, nhưng có sức khỏe sẽ có tiền bạc, có sức khỏe sẽ có tất cả. Cho nên là ở đây chúng ta muốn nói lên một điều, tư duy tích cực thì bao giờ cũng thành công. Tư duy mà nhàm chán, tư duy mà sợ những điều rủi ro đến với mình thì không bao giờ thành công trong cuộc đời. Mà đem những điều khó khăn đến luôn luôn đến với mình thôi. Cho nên là ở đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc từng ngày là được đọc sách, được các bạn phân tích, được các bạn bổ sung cho những cái ý hay, những lời đẹp, những ngôn từ mà mình có thể đến giờ này tôi cũng chưa hiểu hết được. Nên tôi rất là cảm ơn tất cả cái con đường CBD, cảm ơn những người đưa đến cho Việt Nam mình cái con đường CBD này, cái hạnh phúc vô bờ. Không những là kiếm ra tiền bạc, không những kiếm ra trí tuệ, mà còn cho đời sau con cháu mình, giáo dục cho con cháu mình đi một con đường đạo đức, đi con đường trí tuệ. Ngay cái dòng đầu tiên của S69, đạo đức trí tuệ đó, thì để mình mở rộng ra hai cái từ đạo đức trí tuệ và tiền tài kiếm tế. Nói như Phan Nguyệt nói rằng là có tiền chưa phải là người giàu. Cái đó mình càng thấm. Nhiều người họ có tiền chỉ biết lăn lộn cái đồng tiền thôi, còn họ không nhìn thấy ở trong này đâu. Nhưng ở trong cái môi trường này các bạn thấy không? Những người giàu, những người nghèo, những người bần hàn nhất trong xã hội cũng có thể nắm bắt cơ hội này. Cái đó là cái đa cấp á. À, tôi vào đây thưa các bạn, tôi nhận rất là nhiều những cái lời nói, tiếng nói nhỏ bên ngoài, thậm chí trong gia đình tôi, con cái tôi đến bây giờ vẫn chưa hiểu được mẹ đâu. Mẹ làm cái gì?
mà làm thêm làm gì nữa. À, mẹ miễn sao mẹ khỏe là được. Nhưng mà tôi nói với con tôi là muốn mẹ khỏe thì mẹ phải ăn uống, nhưng không thể một ngày mẹ uống ăn vào một cái tô phở, một cục thịt được. Mẹ không ăn cách đó. À, mẹ ăn Siberia. Mẹ uống những cái tổng hợp của vitamin này để trí tuệ mẹ minh mẫn, tay chân mẹ vững chắc là các con hạnh phúc. À, chưa nói đến mẹ làm ra đồng tiền. À, cho nên là các con chưa hiểu, sau này các con sẽ hiểu. Đó là một cái hạnh phúc từng ngày ở cái con đường Siberia. Cho nên là tôi rất là cảm ơn một gia đình, đại gia đình Siberia, và cảm ơn các thủ lĩnh đã dẫn dắt cho đội ngũ của mình ngày một tương lai tốt đẹp, không những hạnh phúc về tiền tài kinh tế mà sức khỏe là vô biên. Xin cảm ơn. Ok, nhà. Cảm ơn chị Huê đã tương tác chia sẻ bằng cái cảm nhận của mình. Rồi em xin mời anh Lâm Thanh. Vâng. Xin chào thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt, xin chào tất cả anh chị em trong Dung sáng hôm nay. Tôi xin giới thiệu bản thân tôi. Tôi là Lâm Thanh, đến từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ khi tôi đến với CVD, tôi cũng là làm người làm công ăn lương và kinh doanh nhiều lĩnh bạc để nhiều tiền, nhiều lĩnh vực để kiếm tiền, để cải thiện cuộc sống hàng ngày của bản thân cũng như gia đình. Nhưng sau một thời gian tôi có một khát khao là vì cái sức khỏe nó bị bào mòn và suy giảm rõ rệt, thì trong lúc đông loay hoay để kiếm cái một cách là cải thiện cái sức khỏe cũng như là một công việc có thu nhập lần đầu và là có dòng tiền thụ động á, thì tôi duyên một ngày đẹp trời vừa thủ lĩnh từ tương lai là chị Trần Hoa, Mười Trần Hoa là tư vấn, sau đó là có tác động của cô em gái Phương Hằng, thì tôi đã đến với Siberia. Trước khi đến với Siberia thì tôi được giới thiệu vào phòng Dung đọc sách. Khi vào Dung đọc sách tôi vỡ òa ra vì nó quá bất ngờ, nó quá đặc biệt đối với bản thân tôi. Vì vào đây tôi hoàn toàn đang ở điểm xuất phát là số 0 về kiến thức, về mối quan hệ, về phát triển bản thân, về mọi mặt, tức là mình đang còn ở là điểm xuất phát là số 0. Cho nên tôi rất là đam mê vì phòng Dung này, đặc biệt là cái buổi học đầu tiên đọc sách đó là để xác định cho tôi và con đường đi của tôi là phải luôn luôn tiến tới, luôn luôn suy nghĩ những điều tích cực, luôn luôn suy nghĩ những điều mà tốt đẹp. Đấy. Cho nên là tôi rất là đam mê, rất là cảm thấy là quá bất ngờ. Thì đến hôm nay thì tôi vào đã được một thời gian và tôi rất chi là say, rất chi là mê cái Dung đọc sách của chúng ta. Vì mỗi buổi sáng hàng ngày chúng ta được gặp nhau, được trao nhau những nụ cười, trao nhau năng lượng tích cực. Đấy. Được nhìn những là nửa bên kia của mình, tức là các chị em phụ nữ. Vì phòng Dung của chúng ta chủ yếu là các chị, các em, là một buổi sáng tươi cười, sôi nổi, năng lượng tràn đầy, trao cho nhau những năng lượng đỉnh cao. Cho nên cuộc sống của chúng ta là không có gì quý hơn khi có là sức khỏe, có năng lượng, vui vẻ, lạc quan, yêu đời là cái điều là mong muốn nhất của mỗi một con người. Không biết trong gia đình ta thì có thống nhất quan điểm giống như tôi hay không. Thì trong buổi sáng đọc sách hôm nay, trước tiên là cảm ơn bạn Khánh Nga đã đọc sách rất rõ ràng, rất rành mạch, rất cụ thể. Thì tôi cũng đã nói được một số vấn đề và cũng rất chi là trong cái đoàn khách này thì chị tiến sĩ Kim Hương cũng như bạn Võ Hằng và đặc biệt là chị Huê thì đã phát biểu và cảm nhận những cái suy nghĩ của bản thân và đã phân tích rất chi là rõ ràng
thì quan điểm của người giàu, nhận thức của người giàu và quan điểm của người nghèo, nhận thức của người nghèo. Đúng như đoạn sách đã nói, người nghèo lúc nào cũng sợ sệt, cũng thấy được mình là những khó khăn không thể làm được thế này thế nọ, đều nêu ra nhiều lý do. Còn người giàu thì họ thấy được tương lai sáng lạng của mình, dù gặp khó khăn thì họ vượt qua, ngấp và vấp ngã thì họ đứng dậy làm lại. Cho nên là tư duy người nghèo, người giàu nó khác hoàn toàn với người giàu. Đấy. Vì họ có tư duy đúng, họ hành động đúng thì họ sẽ có kết quả, họ gặt hái được thành công. Thì đối với bản thân tôi thì kiểm là đối chiếu lại vì đoạn sách này thì tôi cảm nhận cũng như vậy. Vì cuộc đời tôi lớn lên cũng trong xuất phát điểm là một gia đình còn khó khăn, con đông, gia đình bố thoát ly làm công ăn lương, mẹ thì làm nông nghiệp, nhưng mà sau đó mẹ mất sớm, anh em tự lập tự cường và tự vươn lên trong cuộc sống. Vì đội bản thân tôi thì cũng đi bộ đội, rồi sau đó tự lập, rồi là cũng làm đủ nghề, cũng trải qua các nghề kinh doanh như xăng dầu, rồi là trang trại, rồi là bất động sản, rồi là khu vực nhà nghỉ lưu trú. Thì nhưng mà về cái tư duy thì cũng có cái suy nghĩ là mình sẽ phần đầu để làm giàu, về từ lục chủ động về kinh tế và mọi mặt. Nhưng vì mỗi lần làm thì cũng có người va vấp, nhưng mà có kinh nghiệm thì mình phát triển, mình rút kinh nghiệm để làm một việc khác. Thì đặc biệt là đến thời điểm này thì nói như chị Huế cũng là cái tuổi trẻ chiều, nhưng được biết đến môi trường Siberia thì nó quá tuyệt vời. Vì ta vào đây là con người, vào đây là chúng ta biết những người thông minh nhất, những người tuyệt vời nhất. Thì vào đi, chúng ta trước tiên chúng ta có sức khỏe và bảo vệ được cái tài sản vô giá của mỗi một con người chúng ta. Khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta có thể làm được mọi thứ. Và đặc biệt vào trong này được phát triển bản thân, được nâng cao thì mối quan hệ. Ví dụ như mà tôi có vào đây tôi mới được giao tiếp với giao lưu với tất cả mọi người trên mọi miền của Tổ quốc và có thể vươn xa ra thế giới. Có phải tuyệt vời không, gặp mọi người trong gia đình ta hôm nay. Đấy. Thì ngoài ra ta có sức khỏe rồi, ta có thể lo sức khỏe cho gia đình, cho cộng đồng, chia sẻ cho mọi người hiểu biết đến cái môi trường Siberia. Thì không có gì hơn. Thì mọi một chúng ta đã vào đến biệt đến Siberia là chúng ta có tài sản vô giá, chúng ta giàu có về mọi mặt. Thì sáng hôm nay qua cái đoạn sách đọc của bạn Khánh An, Khánh Nga, thì bản thân tôi cảm nhận và tôi có một vài ý kiến như vậy. Rất chí là cảm ơn thủ lĩnh quốc gia Phan Nguyệt đã cho tôi chia sẻ, và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ của tôi. Chia sẻ của tôi đến khi kết thúc. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh Lâm Thanh. Ngày hôm nay anh nói là vô môi trường này để anh được phát triển bản thân. Anh là một chủ doanh nghiệp rồi đúng không ạ? Anh kinh doanh về khách sạn. Nhưng lần đầu tiên gặp anh thì anh rất là ít nói. Nhưng ngày hôm nay thì tôi thấy anh đã có tình yêu và cảm nhận được là anh đã có đam mê với Zoom này. Không lý do gì không thành công. Đo lường của thành công là đo lường vào sự đổ nghiền của Zoom mà cả anh chị. Không vào Zoom thì không có gì cả, nhưng mà vào Zoom thì sẽ có rất là nhiều thứ để cho chúng ta đón nhận ở trong này, đúng không? Vâng, xin mời nhà mình ạ. Ai muốn tiếp tục tương tác thì bật mic lên. Em muốn mời anh Hợp. Xin chào chị Phan Nguyệt, chào mọi người trong phòng Zoom.
Tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi là người quê Hà Tĩnh, hiện nay thì đang sinh sống ở Hà Nội. Với trước khi tôi đến quê sinh viên thì tôi là một năm đúng không? Tại vì cũng được bị chế độ được ba sang năm thứ tư. Thì tôi có một cái cảm nhận về cái buổi sáng đọc sách buổi sáng hôm nay thì tôi thấy là bạn Thanh Nga đọc sách rất là rõ ràng, rất là chiết khúc và rất là tạo cho mọi người nghe có những cái cảm xúc nhất định. Còn là riêng góc độ của cái góc nhìn của tôi ở cái phần này ấy, thì mọi người phân tích rất là sâu sắc, rất là hay. Nhưng tôi chỉ nói thêm hai cái ý nhỏ thôi, tức là giữa tư duy của người giàu và tư duy của người nghèo. Thì ta có thể nói một câu khái quát thế này: tư duy của người giàu thì họ mạnh dạn, họ táo bạo và họ nhìn thấy cơ hội, họ chụp ngay để họ là thử sức của mình, để rồi họ sẽ có được những bước tiến mới trong vấn đề lập thân lập nghiệp. Còn tư duy của người nghèo thì luôn luôn sợ sệt và có mặc cảm, nghĩ rằng những cái việc đó mình làm không thể có được không. Đấy, thì đó là vì tôi nghĩ như vậy, thì về kết quả tôi góp nhìn của tôi như vậy. Và các bạn thì đã nói rất nhiều rồi. Đấy. Nhưng tôi xin nói một cái điều rất là nhỏ thôi. Ngay cái tuổi chúng ta khi nó còn là học sinh, là tuổi học sinh ấy, thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi vào giải những bài tập mà thầy cô giáo giảng đưa ra, thì ở đây ai cũng trải qua cả thôi, thì những cái em mà có cái năng lực thực sự và ham học, thích và ham, cái đầu tiên nó thích rồi, cái sau đó nó ham, thì bất luận thế nào nó cũng thử sức mình ngay từ khi nhỏ. Thế còn những cái em mà có vẻ là có một phần ta gọi là cái em phát triển một tí sơ sệt, và khi nào cũng nghĩ nữa là mình không làm bài này mình sẽ không giải được, và khi đến lớp thì những cái em mà nó năng động sáng tạo rồi thì bao giờ nó cũng là ngước mắt nhìn lên thầy cô, và bao giờ nó cũng muốn là chung phong phát biểu để thể hiện khả năng của mình trong cuộc sống của mình. Những với nữa những em mà có vấn đề là thì nhận thức có giới hạn đó. Hay là ta nói là học thời của thì bao giờ cũng là sợ và không bao giờ dám được mình học. Đây, thì đó là hai cái khác biệt giữa cái tư duy cái đó, thế là cái tư duy những người táo bạo và những người còn sợ sệt từ ngay từ nhỏ. Tuy nhiên quá quá trình có môi trường đó rèn luyện và thực tiễn thì cái tính là cái mạnh dạn táo bạo sáng tạo của những người mà họ từng muốn tặng mình nó bằng có cái tính tổ thì dần dần thay đổi. Thì ta cũng không gọi là cái em những cái người nghèo mà rồi sẽ là bao giờ người nghèo, không phải đâu. Đấy, quá đúng quá trình nuôi cũng thực tiễn và quá những cái tình trạng thì họ sẽ mạnh dạn và táo vào và họ sẽ có những cái bước nhảy nhận được những như mà cái môi trường giáo dục đó và cái bản thân con người đó còn nhìn nhận đến những cái cơ hội nhất định thì chúng ta phải tự tin rằng chứ cũng đừng nghĩ nữa là người nghèo thì họ sẽ nghèo mãi, không phải đâu. Đấy, họ cũng sẽ có được những cái gì nhất định, họ sẽ đúng phải chính như kiểu mà cùng đừng có gieo phân người thay nữa, chứ phải giết con bò trong người. Đấy, nếu mà dàn giết đi thì tất cả nó thắng được, nó sẽ nó có những phát triển nhất định, nhưng mà cái gì thì cái nó cũng phải có một cái nguồn gốc, phải có một cái xuất phát điểm để chúng ta hay nói với nhau nữa là một sự phát biệt tạo cho có tạo hơn thì chắc chắn là cái môi trường mà là cái môi trường này và cái khả năng tiến tiến thân của mình thì cái đó nó phát triển tốt hơn. Đấy, theo quan điểm của cái góc nhìn của tôi là những cái môi trường dài đâu, người ta phải thương những cái em, những bạn nào, những cái em nào mà đã xuất phát trong một gia đình nghèo khổ, trong gia đình khổ thì bao giờ cũng tự tin,
nhưng mà khi sự mạnh dạn những cái nó nhìn nhận chuyện mạnh dạn thì nó sẽ phát triển và khi nó phát triển tốt đấy, cái loại chuyện chúng ta khẳng định lại sự tư duy tiêu cực và tư duy tích cực tùy thuộc vào từng con người, từng giai đoạn, cũng không phải là quyết định và từng người môi trường thì là theo con. Ok, em cảm ơn phần tư vấn xin cảm ơn thầy. Dạ. Và tiếp tục chúng ta chạy đua với thời gian này, chúng ta lại và mời mời em Vũ Long nào. Dạ xin chào chị Tân Nguyệt, xin chào tất cả các anh chị trên Zoom, chúc anh chị ngày mới nhiều năng lượng. Tôi là Vũ Lâm đến từ Vũng Tàu. Tôi xin tương tác cái đoạn bạn vừa đọc. Thì thực sự thì tôi đang ghi lại một cái gọi là những từ chìa khóa mà các anh các chị đã phân tích rồi. Tuy nhiên là tôi ghi lại tôi chia làm hai cột, một cột người giàu và một cột người nghèo và ở giữa đó là từ khác. Thì ở đây các anh các chị phân tích rất nhiều, tức là người giàu thì tập trung vào cơ hội, người nghèo tập trung vào khó khăn và trở ngại, người giàu thì sẵn sàng hành động, còn người nghèo thì luôn luôn tiên đoán thất bại, không dám hành động. Người giàu thì có sự tự tin cao độ và người giàu thì luôn luôn thiếu tự tin. Người nghèo thì luôn luôn thiếu tự tin. Người giàu thì chấp nhận rủi ro, người giàu nghèo thì không mạo hiểm mà chấp nhận rủi ro. Người giàu thì làm xem xét và làm tiếp, còn người nghèo thì luôn luôn chịu trì hoãn và không thực hiện. Người giàu thì tập trung vào những cái mình muốn, còn người nghèo thì lại tập trung vào những cái không muốn. Người giàu thì luôn xử lý nhanh khi cái những cái gọi là không được tốt phát sinh trong công việc, còn người nghèo thì dành toàn bộ thời gian vào xử lý nó. Người giàu thì luôn luôn tập trung vào tầm nhìn, còn người nghèo thì chỉ nhìn những cái trước mắt và luôn luôn nhìn những cái rủi ro rất lớn. Người giàu thì luôn tìm kiếm giữ gìn và đầu tư đối với tiền bạc, còn người nghèo thì luôn luôn là tiêu tiền. Và cuối cùng thì tác giả cũng đưa ra ba cái kết luận là: thứ nhất là hãy nhảy vào cuộc chơi, và nhảy vào cuộc chơi thì tác giả phân tích là sẽ tìm một công việc hành lang, và công việc hành lang thì nó giúp cho chúng ta là hiểu biết và có các mối quan hệ, tức là có kỹ năng kiến thức từ cái công việc hành lang đó. Rồi thì tác giả cũng nói là hành động luôn luôn là đánh bại sự bất động, nên là tác giả nói là sẽ bắt tay ngay vào công việc để không chần chừ trì hoãn. Và có một cái cặp từ rất hay nữa là người giàu thì luôn chuẩn bị sẵn sàng bắn và điều chỉnh, còn người nghèo thì luôn luôn dừng lại ở mức là chuẩn bị để sẵn sàng. Và cái trong phần hành động tôi nói là luôn luôn là thực hành cái thái độ lạc quan và biến những cái trở ngại thành cơ hội, tức là biến trong người luôn luôn nhìn thấy trong rủi ro thì có cơ hội. Và tác giả cũng nói là luôn luôn tập trung vào những cái mà mình có, chứ không nên tập trung vào những cái mình không có. Và cuối cùng là lập danh sách 10 điều biết ơn. Thì ở đây Lâm muốn kết luận một chút liên quan đến những cái mà cặp từ mà Lâm kịp ghi lại ở trong cái đoạn sách vừa rồi ấy, là tác giả cũng có nói đến phần là may mắn, nhưng là thực sự thì cơ hội nó chỉ đến với những người mà nắm bắt được nó khi những người đó đã sẵn sàng. Tức là những người đó sẵn sàng là luôn luôn phải có những cái mà gọi là người ta luôn luôn tạo dựng lên được những cái người ta điều kiện cần và điều kiện đủ. Thì khi những cái điều kiện đấy nó đến khi những điều kiện đấy có thì cơ hội đến thì mới nắm bắt được. Thì đó là một trong những cái mà Lâm rất tâm đắc và rất thích ở cái đoạn tư duy bí mật, tư duy chủ phú số 5 này. Cũng xin chia sẻ với lại tất cả các anh chị như vậy. Và cũng liên tưởng đến công việc của chúng ta một chút, thì rõ ràng là những người mà luôn luôn nghĩ là nó khó khăn và không hành động, không chia sẻ, không gọi là Lâm luôn luôn nói với lại mọi người. Hôm qua Lâm nói họp đội quán mình nói các thủ lĩnh thì nói là thành công thì luôn luôn phải đặt mong một sự kiện, nhưng mà rõ ràng Lâm thích một câu cũng rất là vui, tức là thành công được nhấc cái mông lên khỏi cái ghế, khỏi cái giường, tức là mình phải đuổi cái con người trong cơ thể mình đi thì mình mới có thể thành công được. Chứ nếu như cứ ngồi một chỗ mong muốn thành công thì chỉ giống như có lần Lâm có kể câu chuyện là đại lãm chờ sức
gọi là cứ chờ cái cơ hội nó may mắn nó dụng vào miệng mình và suy nghĩ miệng mình thì chắc chắn không bao giờ thực hiện được. Vì thế là một trong những cái mà Lâm cũng muốn xin được tương tác về quan điểm của mình trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn chị Phương Nguyệt, cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Ok, cảm ơn Phú Lâm đã tương tác và đấy đã kịp nói ra rất rành mạch cho chúng ta giữa bên người giàu và người nghèo, tư duy của hai cái đối lập đúng không cả nhà. Và bây giờ thì đang còn 4 phút nữa, ai muốn tương tác nữa thì bật mic lên. Cảm nhận của mình khi vào Zoom thì làm cho mình có những cái tư duy thay đổi, cho mình những cái cách nhìn và từ từ làm cho mình yêu. Rồi xin mời nhà mình nào. Ôi, Nam An. Yes. Rất biết ơn Thượng Linh Phán Nguyệt và cho em chia sẻ. Em tự giới thiệu về bản thân em một tí. Em là Lâm Thị Hằng, đến từ thị trường thị xã Cửa Lò. Thì bản thân em trước đây là cùng một người đi làm công ăn lương, rồi là nghỉ hưu. Sau một thời gian về nghỉ hưu thì bệnh thì này càng nhiều. Vì tuổi thêm tuổi thì thêm bệnh. Thì có duyên biết đến chị Bất Lý thì có Mười Trần Hóa và anh Lâm Thiện là dẫn dắt tôi vào cái môi trường này. Được hết là vô tim, vào tim để cải thiện cái sức khỏe. Sau đó là tham gia về cái chương trình Zoom đọc sách này. Tôi nhìn nhận vào cái Zoom đọc sách này ạ. Tôi rất thích bởi vì ở đây là một môi trường cực kỳ là giá trị, đem lại cho tôi rất nhiều cái nhận thức, cái hiểu biệt, cái biệt cách sinh đời, cách đối xử với những người bên ngoài, cách tiếp xúc, ăn nói chừng chạc hơn và không bớt cái hãy dần dừ rồi với chồng. Rồi nhiều lúc tôi dần dừ những cái vô lý. Đấy, thì tôi rất cảm ơn và biết ơn đến Sibari, đến Thủ Đình Phán Nguyệt và đến tất cả các anh chị em đã đọc sách để cho tôi nhận được cái hiểu biết. Và vào đấy tôi là một người trước đấy là học thức thì cũng kém, nhưng mà đã được tiếp xúc với những người tiền sĩ như chị Kim Hương, rồi là những danh như là nhân thành đạt như chị Phán Nguyệt. Tôi cảm thấy tôi hành diện với bản thân mình rất may mắn đấy. Còn về cuộc đời của tôi á, trước đấy gia đình tôi thì đông anh em như anh Lâm Thanh vừa nói đấy, bố thì thật lý, mẹ thì mất sớm, khi đấy tôi mới có 7 tuổi thôi. Thì người mà dẫn dắt vần lối chủ mẹ bọn em đây là chính anh Lâm Thanh. Anh đây đang ở nhà rồi phải nuôi mấy người em, xong đó là anh chỉ đi vào đồi. Thì lúc đấy thì anh đầu mới lấy vợ, thì bọn em ở Thị Châu thì cũng không được vào được cái môi trường là dạy rồi như có một người mẹ bên cạnh, cho nên nó thiếu thốn rất nhiều cái cách ăn nói với lại cách tiếp xúc với bên ngoài cũng rất hạn chế. Mà bây giờ tôi đến tuổi 53 rồi, bây giờ tôi vào đến câu lạc bộ một sách này, thật tôi cảm thấy là tôi hạnh phúc lắm. Tôi biết ơn cuộc đời tôi. Tôi biết ơn đến anh Lâm Tiến, biết ơn đến người Hoa và dần dần tôi vào cái môi trường này, tôi biết ơn lắm. Đấy là vào cái Zoom đọc sách. Còn bởi vì cái câu đọc sách sáng hôm nay của bạn Quyết Thành Nga đó, tôi nhận diện là từ chỗ người nghèo với người giàu. Người nghèo cũng nó kiểu như mọi người đã chia sẻ đấy, luôn luôn sợ hãi, luôn luôn là sợ mình không làm được như mọi người. Mình cũng có năng lực, mình cũng có khả năng, tìm mọi cách để tự chọn bản thân. Đó là cái tư duy của người nghèo. Còn người giàu thì họ là luôn luôn như thấy đó là một cái cơ hội là tốt, nên họ đã nhận thân vào đó thì họ đã có kết quả tốt. Còn rồi như tôi vào đấy thì tôi đã có cái sức khỏe. Còn với doanh nghiệp thì hai anh em tôi đồng hành với nhau thì chưa có gặt hái được gì cả, nhưng mà hai anh em đã gặt hái được đó là cái sức khỏe, là hai anh em vừa luôn luôn đồng viên nhau. Thôi ta chưa làm được cái gì, nhưng ta đã có cái sức khỏe, ta đã có cái nhận biết của xã hội về cách ăn nói, với cách phát triển bản thân tốt hơn. Đó là một cái thắng lợi lớn rồi. Còn mình cứ đại yêu Dung, yêu với Siberia thì mình cứ hàng ngày cứ hành động vậy thôi.
còn cái cuộc mà thành công hay là thất bại đó là cũng là do cái cơ duyên của mình nữa. Còn mình không có thể mà bỏ Siberi được, bởi vì là Siberi là một cái môi trường là tôi thật không diễn tả nổi luôn á. Đến bây giờ tôi vẫn chưa diễn tả nổi luôn, luôn luôn ngủ cùng Siberi ở chỗ Đan, đi làm cùng Siberi ở chỗ Đan, rồi là bất cứ làm cái gì cùng Siberi ở Nam ở đấy. Trong tối tôi không nói này, nếu như ngày hôm nay em mà tiếp xúc được một người nào đó mà em cảm thấy hạnh phúc thì em về em cũng không ngủ được, hoặc là ngày đó mà em chưa tiếp xúc được một ai đó thì em về em cũng không ngủ được. Người ta anh biết, anh thưa biết em, bởi vì em lúc là một người lúc nào cũng như vậy. Ví dụ buồn hay là vui là em cũng là gây những cái là áp lực cho em không ngủ được. Vì em khẩn khởi và em không ngủ được, mà em buồn em cũng ngủ được. Đó là cái tâm tư của em mà chồng em rồi nhận ra đó. Mà chồng em cứ luôn luôn là cứ đồng biến em. Thì em thích, em cảm thấy đam mê thì em cứ đồng hành với Siberi không can như cả. Còn thành công hay là thất bại cái đó là cũng không quan trọng. Mà quan trọng em vui vẻ, em cảm thấy thoải mái trong người, vậy là được. Đó là chồng em cứ luôn luôn đồng biến em đó. Thì em cũng là có người chồng là nói thật chứ em không phải là tự hào, không phải là tự hào mà em hành diện lắm. Bởi vì em con người cũng không phải là chính gái đâu, nhưng mà em gặp người chồng là tuyệt vời lắm. Việc quan tâm, việc chăm sóc vợ, con, chức năng, em cũng thấy là hạnh phúc. Bây giờ thì vượt điểm CPD này em lại càng hạnh phúc hơn nữa. Nên cuộc đời em mới dù có như thế nào là em cảm thấy là để cho có kết quả như thế này em là mang duyên đấy. Ok, chúc mừng Lâm Hằng. Em cảm chia sẻ cuối cùng đúng không ạ? Bạn ấy nói là bạn chưa được, bạn được quá nhiều thứ. Được ở đây chúng ta đừng so sánh về tiền bạc cả anh chị. Tiền bạc đứng thứ 10 của trong giá trị công nhận. Cái được ở đây là không có những cái chuyện là giận hờn vô cớ này, cáu gắt vô cớ này. Cái được ở đây nếu mỗi cứ thử mỗi nhìn lần mà mình giận dữ, mình nhìn vào gương đi ạ. Tự mình tiêu diệt cái tuổi thọ của mình, tự mình đốt cháy những cái sắc đẹp của mình. Thế nên là đầu tiên bạn vô đây bạn thấy bạn luôn luôn có cái suy nghĩ tích cực. Và khi các bạn thấy được không ạ, đừng nghĩ, tại vì chúng ta cứ nhìn vào khi nào các anh chị cho thông tin với ai đó mà người nghèo ấy, họ nghĩ là tôi làm cái này tôi được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Do họ chưa nhìn được là những cái giá trị mà chúng ta được ở đây, chúng ta trở thành những người giàu có giá trị đó, có được sự công nhận, có mối quan hệ. Giờ các anh chị cứ vào Zoom đi, phát biểu nhiều đi, lúc nào đó các bạn xuất đi ở điểm nào đó, các bạn chỉ cần nói là ngày mai Lâm Hằng sẽ có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì kiểu gì cũng có người, ít nhất là có người uống cà phê với mình một cách hào hứng. Đấy đấy, hình dung không? Nên là ở trong này chúng ta được rất là nhiều thứ và rất là biết ơn cả nhà. Mỗi sáng mãi thức dậy chúng ta lại được vào trong Zoom để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau. Và bây giờ thì mời cả nhà mình mở mic ra được không ạ? Chào cả nhà, chào thủ tướng. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà.